Vâng, xin chào các bạn và các quý khách đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Và một trong những cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng của dòng xe đạp nói chung và dòng xe đạp từ đã qua sử dụng tại Nhật nói riêng, đó là dòng xe Giant, hay còn ở Việt Nam còn đọc gọi là Giante. Và trong video này mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái dòng xe Giant Cross 3 vừa về đến cửa hàng của mình. Và đây là một cái dòng touring và cũng rất là phổ biến ở trong những cái thời gian gần đây mà cửa hàng nhập xe về bán. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để quý khách và các bạn được nhìn rõ cái chiếc xe Giant Cross 3 này hơn. Và như các quý vị có thể thấy, đây là trong cái khung hình đây của chúng ta là chiếc xe đạp Giant Cross 3. Xe này là xe Giant Cross 3 có size là 480mm, tức là 48cm. Size 48cm thì có nghĩa là gì? 480mm có nghĩa là khoảng cách từ cái tâm trục đạp này cho đến cái khoảng cách cái khóa yên này, đấy, cái khoảng cách từ tâm trục đạp cho đến khóa yên này đó là 480mm, tương đương với 48cm. Thì cái xe này là người ta gọi là size 48. Size 48 này thì nó sẽ phù hợp với những người cao từ 1m58 cho đến khoảng 1m72 là đi phù hợp, chứ còn nếu mà trên 1m75 thì đi hơi bé. Ok. Thì cái dòng Giant này thì đương nhiên là toàn là khung nhôm hết rồi, không phải ấy nhá. Mình tất cả những cái xe mà ở cửa hàng bán ra thì hầu như là lựa chọn là nhập là khung nhôm. Những cái dòng cao gọi là đáng đồng tiền thì là khung nhôm hết, chứ bên cửa hàng xe đạp Hải Phòng không bán, thường là sẽ không bán khung sắt với tầm giá này. Có một số khung sắt đẹp thì mới nhập về, chứ còn thường là sẽ là khung nhôm. Size là 48. Đấy, là mình tiến hành đo thêm, đó là cái chiều cao từ mặt đất. Đây, đo chiều cao từ mặt đất. Đo thước từ mặt đất cho đến cái khóa yên. Chiều cao từ mặt đất cho đến khóa yên là 74cm. Như anh nói từ ở đầu thì phù hợp với người từ 1m58 cho đến 1m72 đạp. Chiều cao người đạp khoảng như vậy. Cấu tạo của chiếc xe thì khung nhôm size 48. Đằng sau thì chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ chuyển động zip và clip Shimano 7 tầng và bộ đề Shimano Antut. Mayer sau của xe là Mayer nhôm. Mayer Shimano luôn. Mayer Shimano. Đũa lốc. Xe này thì đã có trang bị một cặp lốp Bontrager. Lốp Bontrager này là một cái hiệu lốp của Mỹ. Vẫn là phanh Vectro truyền thống ở các cái dòng xe touring. Rất là dễ thấy. Đằng trước thì chúng ta thấy là một cái đĩa, đùi đĩa 3 tầng và một cái gạt đĩa. Rất là truyền thống của hãng Gian luôn. Size xe là size M, size 48, và ở đây chúng ta nhìn thấy là có một cái hãng là Hayasaka, chắc là cái hãng bán xe bãi ở Nhật Bản này, .co.jp. Trên thân của chúng ta thì có một cái số chiếc tem mà chứng nhận là xe này đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Nước sơn của chiếc xe này thì mình đánh giá là khá còn đẹp. Khá đẹp. Sơn zin nguyên bản, chỉ có xước vài chỗ. Thôi.
hàng cũng chỉ xước một vài chỗ thôi. Sơn zin, mình để sơn zin. Hàng trước của chúng ta thì chúng ta có càng trước không giảm sóc, vẫn là lốp Bontrager, Meyer nhôm và đũa lốc. Phanh về. Cồn bát của chúng ta là hiệu FSA, một hiệu cồn bát rất là tốt. Đây là hình dáng của tay cầm quay từ trên xuống xuống. Quý vị có thể hình dung tay cầm gọi là tay bằng và hơi cánh cung một chút để cho phù hợp với cái tư thế cầm của người lái, hơi cánh cung một chút. Đằng trước của chúng ta thì vẫn có trang bị được cái bộ chuyển số, đó là tay bấm xả. Bên tay phải là chuyển 7 số tay bấm xả để mà chuyển níp. Và bên tay trái là 3 số để chuyển đĩa. Rất là thông thường ở các cái xe đạp touring, rất là hay gặp. Đây là tổng thể chiếc xe Zion Cross 3. Tổng thể có chiếc xe Zion Cross 3. Và chiếc xe đã được cửa hàng kiểm tra hoạt động tất cả không lỗi lầm. Và xe được bán với giá là 5,5 triệu. Giá bán là giá chuẩn, vui lòng không mặc cả. Giá bán đã đi kèm với chế độ bảo hành sửa chữa miễn phí 1 năm. Và tặng rất nhiều phụ kiện cho quý khách mua hàng. Quý khách có quan tâm đến chiếc xe, muốn biết được hình thức giao hàng tại các tỉnh, hay là chế độ khuyến mãi, hay là những cái quà tặng, hay là chế độ bảo hành nào, thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943 để nhận được tư vấn nhanh nhất. Quý vị quan tâm đến chiếc xe xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều xe khác đang trong thời gian về và chưa có thời gian lên video. Thì quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp, các cái cách sửa chữa xe đạp, thì quý vị hãy, nếu xe đang, quý vị đang xem ở trên nền tảng Facebook, thì quý vị hãy ấn kết bạn với link xe đạp Hải Phòng và ấn chế độ là bạn thân hay là chế độ xem trước, để mà quý vị là những người đầu tiên được xem livestream của chúng tôi khi ở trên Facebook. Còn nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông, quý vị ấn vào để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Vâng, và đến đây thì trong cái video này mình đã tiến hành trình bày xong với quý vị cái cấu tạo và sơ qua cái chi tiết của chiếc xe Zion Cross 3 mới về cửa hàng xe đạp Hải Phòng. Và hẹn gặp lại các quý vị trong những cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.